Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức địa phương cho biết người đàn ông cầm dao đâm học sinh gần trường cấp 2 số 3 của huyện My khi các em đang đi học về. Đối tượng hiện đang bị cảnh sát giam giữ được xác định đó là dao mô 28 tuổi sinh sống ở huyện My từng học ở trường này. Theo nhận định ban đầu của nhà chức trách động cơ của dao là trả thù vì anh ta đã từng bị bắt nạt hồi còn đi học. Đây là một trong vụ tấn công bằng dao gây thương vong nhiều nhất ở Trung Quốc trong những năm gần đây. Bảy học sinh đã tử vong và ít nhất 12 em bị thương trong một vụ tấn công bằng dao bên ngoài một trường học như vậy. Sự việc đau lòng này đã xảy ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2018, khiến cho giới hữu trách Trung Quốc. Cơ quan an ninh dấu trách trường học cũng như là các em học sinh khá là bàng hoàng. Bonza Little Sài Gòn thuộc quận Cam ở tiểu bang California, Hoa Kỳ đã được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn. Dù cho có ai muốn nghĩ thế nào về phố Bonza, nhưng nói chung là không thể phủ nhận đây là một trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị quan trọng của người Việt tự do sống bên ngoài Việt Nam. Đã có nhiều tác giả viết về Bonsa, người Bonsa, cộng đồng và các hội đoàn người Việt ở Bonsa cũng như viết về rất nhiều nét đẹp của người Việt tại đây. Hôm nay cũng xin chia sẻ đến quý vị một chút về vấn đề ẩm thực, các quán ăn uống mắc rẻ ra sao, cách tiếp đãi và vệ sinh thế nào để chúng ta có thể đến thăm và ngay cả dân bonsai cũng đến thưởng thức cho thoải dạ. Cho biết cho hàng quán có những món ngon theo sở thích riêng, giá cả hợp với ngân sách cá nhân và gia đình của mình. Bên trong thương xá Phước Lộc Thọ có vô số quán ăn, quán uống, nhưng đại đa số chỉ là những quán ăn nhanh, rất ồn ào, bàn ghế lòng trọng. Các hàng quán ở trong thương xá là nơi chỉ ăn để tạm cho qua cơn đói bụng. Nói vậy hơi quá kỳ ngôn, chứ cũng có các quán nhỏ với các món rất đặc biệt, giúp quý vị cầm hơi trong từ 1 tới 2 giờ shopping như là ốc len xào dừa, bò bía, gỏi cuốn, cháo lòng, gỏi đu đủ, gan cháy, bánh cay, nước sinh tố đủ loại. Nhiều món ăn chơi đã được sửa soạn và bày sẵn trong tủ kiến. Chúng ta có thể cứ việc thông thả nhẫn nha nhìn rồi ta hồ chỉ tay mà order ăn cho đến khi ngán trẻ đậu thì thôi. Còn, còn muốn ăn cho ngon cho ra bữa, cho trình trọng thì chúng ta hãy rời bước khỏi Phước Lộc Thọ. Từ trước cửa của thương xá Phước Lộc Thọ đi về phía trái theo hướng Tây thì có, thứ nhất là chợ Bến Thành nổi tiếng với cháo lòng, lòng heo mắm tôm, ăn tại chỗ hoặc là đem về khá là ngon. Đi tiếp tới thì có quán nổi tiếng món bánh mì bò kho, bánh trái cây và cà phê phin. Cùng dãy này còn có nhà hàng Hà Nội, một cái tên gọi cũng cho biết là họ bán toàn đặc sản miền Bắc như phở gà, bún chả Hà Nội, bánh tôm cổ ngư, chả cá lá vọng qua đường Magnolia là khu chợ ABC, góc giữa Bonsa và Magnolia, có một lô hàng quán san sát nhau. Chợ ABC từ 11 giờ trưa tới khoảng 3 giờ chiều, chợ này có bán cơm phần, to go, khá ngon và cũng khá rẻ. Nếu chúng ta mới lãnh check thì có thể chơi sang order luôn một con tôm hùm xào đặc biệt to go vào lúc sau, chỉ có là 7 đồng 99. Với bánh mì chè kali rẻ và ngon luôn luôn bán mua 2 tặng 1. Long An nước mía, hột vịt, gà lộn đủ cỡ, đủ tuổi, trứng non, trứng già, trứng sồn sồn. Van Bakery thì có sẵn đủ loại bánh kẹo mức ăn chơi cũng như là ăn thật. Còn phở bộ 54 thì xeo quanh năm suốt tháng chứ không phải chờ đến sinh nhật. Ăn phở được free tất cả thức uống kể cả cà phê sữa đá Nước lèo chỉ người qua thôi thì đã thấy hấp dẫn rồi. Bước thêm vài bước là thấy từ 2 tới 3 hàng trái cây đầy đủ hương vị miền nhiệt đới liền nhau. Tiệm mì tươi Thái Sơn cũng nổi tiếng là mì sợi dai giòn và không bao giờ nhão. Tiệm này có bán cả bột chiên, theo kiểu bột chiên ngã 6 Sài Gòn cũ, ngon hết sảy. Mì lá cây nằm ngay kế bên cho ai thèm mì vịt tiềm Sài Gòn, hoành thánh mì, dầu cháo quẩy. Tiệm này họ cũng làm lấy mì sợi của họ tại chỗ và ăn cũng rất dai và thơm ngon. Đối với món cơm thì có cơm tấm thuận kiều, có gọi cuốn Nha Trang, Ninh Hòa cũng khá. Bộ về hướng phải của Phước Lộc Thọ lần xuống hướng đông của mặt trời mọc khu Bonsa thì chúng ta sẽ có dim sum to go, gia phát, chả cá tươi và bò viên ngon nhất phố Bonsa ở tiệm này. Ngoài ra cơm gà hải nam cũng đáng để thưởng thức và cuối tuần thì có mì hoành thánh cũng nhiều người khá là thích. Phở và nhà hàng Thăng Long nên biết trong khu này có tới hai tiệm phở Thăng Long cùng chủ mới. Chưa thấy ai tự tin như ông bà chủ hai tiệm này, mặc dù là cả hai tiệm cùng có cơm đĩa nổi tiếng là cũng chưa đạt lắm ở khu phố Bonsa. Nói tóm lại là nhìn về món ăn Việt nổi tiếng đã từng làm mưa làm gió ở nhiều nơi trên thế giới trong đó là tại Hoa Kỳ đây. Rất nhiều món ăn Việt Nam đã trở nên quen thuộc và là món khoái khẩu của người gốc Việt tại đây cũng như là một số người ở bản xứ. Khi nói đến món phở, những ai đã có lần qua Mỹ ăn phở thì hẳn là ấn tượng để lại lớn nhất là một bát phở to như là cái chậu rửa mặt. Không phải không có lý do khi các quán phở Việt Nam lúc nào cũng đông nghịch khách. Và một ngón tay có cái đưa lên đó là câu trả lời về phở của Việt Nam. Một bài báo Mỹ đã từng nhận định về phở Việt Nam như sau. Tôi không nói được tiếng Việt nhưng cái đầu lưỡi và dạ dày tôi thì luôn rục rịch mỗi lần có người nhắc đến món ăn Việt. Bất cứ lúc nào, hãy nghe ai đó thì thầm phở phở là tôi biết ngay mình đang đụng tới món ăn quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Tại Mỹ, một quán phở Việt Nam khá nổi tiếng là quán phở Bình được mở từ những năm 1980 theo khảo sát thực hiện vào tháng 9 năm 2013 để chọn ra 100 quán ăn ngon nhất thành phố Houston ở Mỹ, thì quán phở Bình Trailer đã đạt tới 22,71% số phiếu bầu. Một tô phở tại đây thường có giá là 5,5 đồng. Tô lớn có giá là 6,45 đồng. Giá này cũng cách đây vài năm rồi. Bên cạnh món phở chúng ta còn thấy có cả bánh mì, hàng loạt cửa hàng bánh mì Việt Nam trên khắp các bang của Mỹ. Ngày ngày nhộn nhịp khách ra vào và được người dân bản địa coi là một món ăn đặc sắc và hấp dẫn. Trong các sản phẩm bánh mì tại Mỹ, Lee Sandwiches của một gia đình Việt được đánh giá là thương hiệu nổi bật nhất thành công. Ông Lê Văn Ba và con trai Lê Chiêu là những người thanh nghén và khai sinh ra chuỗi bánh mì này. Thương hiệu bánh mì Li Sandwiches không chỉ được ưa thích bởi những kiều bào xa quê mà còn cả với người dân nước sở tại bởi là vì hương vị độc đáo và mức giá phải chăng từ 5 đến 5,5 đồng mỗi ổ. Bên cạnh đó, cửa hàng còn phục vụ các món ăn, đồ uống hương vị Việt như cà phê đá, bánh mì kẹp thịt, thậm chí có cả các đặc sản như giò chả. Và hiện tại thì có 50 cửa hàng mang thương hiệu Li Sandwiches trải khắp các khu vực Bắc và Nam ở tiểu bang Cali. Thậm chí cả những bang khác như là Texas, Oregon, Oklahoma, Lee Sandwiches và Zoom Brand, tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng như KFC, Taco Bell, Pizza Hut, mới công bố là sẽ mở cửa hàng bánh mì Việt Nam tại Dallas ở Mỹ mang tên là Bánh Shop. Cửa hàng chuyên bán những món bánh mì cặp thịt và dưa góp còn đối với món cơm tấm ở Orange County, quận Cam, nơi có đông người Việt nhất tại tiểu bang Cali, các tiệm cơm tấm mọc lên khá là nhiều, nhưng nổi nhất vẫn là cơm tấm thành và cơm tấm thuận kiểu. Và những ngày cuối tuần, tiệm cơm tấm thành luôn có người rồng rắn xếp hàng để chờ đến lượt mình. Ngày thường cũng phải xếp hàng khi vào tiệm ăn cơm trưa. Đĩa cơm tấm trắng với thịt nướng thơm lừng, miếng chả vàng ươm, dưa, cà, xà lách, đồ chua tươi ngon, xếp khéo léo khiến cơm tấm thành dẫn đầu khu Little Sài Gòn. Hồi nào không hay. Cơm tấm thành cũng không khiêm nhường khi đặt dòng chữ to tướng ở bảng hiệu của cửa tiệm, đệ nhất cơm tấm thành. Cơm tấm thuận kiều cũng ngon đáo lệ, cách trình bày và chất lượng đĩa cơm không kém ai. Khách đến với thuận kiều rải rác từ tận sáng sớm đến tối mịt. Đặc biệt là khi vừa đến trung tâm Little Sài Gòn, ngay khu chợ ABC, nơi có nhiều người Việt đi mua sắm, Tiệm Thuận Kiều ở đây luôn nghi ngút mùi thơm của thịt nướng mời gọi khách. Ngoài ra còn có Thuận Kiều 1 và 2 đã đứng vững từ rất lâu rồi. Vẫn là những đã hết món nhưng chúng ta còn thấy còn các loại bún. Có lẽ đối với tôi bún cá món ăn ngon nhất mà tôi được ăn trong suốt hành trình 2 tháng khám phá. Và tôi ấn tượng với một Việt Nam có nét độc đáo như vậy. Đó là lời nhận xét của Alison. Một biên tập viên ẩm thực của trang Hosting Sport đối với tất cả các món ăn đường phố Việt Nam, trong đó có các món phở và bún khi cô và chồng tới Việt Nam. Trong ẩm thực Việt Nam không thể không kể đến sự đa dạng của các loại bún, đó là hương thơm ngào ngạt của bát nước dùng bốc khói nghi ngút và làm ấm lòng những người xa quê hương trong những ngày đông lạnh lẽo. Nhà hàng Việt Bistro tại trung tâm Eden của Fontrack nổi tiếng với món bún bò Huế ngoài ra còn có bún riêu và bún thịt nướng tại Hương Việt, bún chả Hà Nội hay là mì Việt tiềm tại Hải Ký Mì Gia. Nói về bún chả giò thì không có đầu bếp nào ở Virginia có thể đối đầu với Chef Fan trong nhà hàng Slanted Door ở San Francisco về vẻ tao nhã và sáng tạo, hay là mai phạm của nhà hàng lá xả ở Sacramento về sự thuần chất, không ai có thể thay đổi giò chả biến nó thành bự trảng và xinh đẹp kiểu như tiệm golden daily ở san gabriel gần los angeles nếu bạn đang sinh sống tại mỹ hãy đến những nhà hàng trên để thưởng thức các món ăn việt nam vẫn giữ được đậm hương vị quê hương liều vay tiền từ người thân để mở phở King Wrap. 3 năm sau, Randy Nguyễn và bạn trai có một cửa hàng tấp nập khách ra vào suốt cả ngày. Phở King Wrap nằm ở phố Union Gap thuộc quận Yakima, bang Washington. Randy Nguyễn cho hay là hai món ăn được ưa thích nhất của cô đó là phở và bún thịt nướng. Em cuốn cũng được nhiều khách lựa chọn. Ngoài ra quán ăn còn có bánh mì và cơm chiên. Nguyễn và bạn trai là Danh Trần mở phở King Rap vào tháng 10 năm 2013. Họ mô tả quyết định này liều lĩnh như đánh bạc bởi là đồ ăn Việt chưa được biết tới nhiều trong vùng. Chúng tôi cứ mở quán và không biết là mọi người có thích hay là không. Cô nói, chúng tôi muốn giữ giá thật là rẻ. Vay mượn từ gia đình hai bên, họ mua sắm các trang thiết bị khá là tốn kém, nhất là tủ lạnh và tủ đông. Riêng máy hút mùi đã tiêu tốn đến 13.000 USD. Nguyễn và Trần phụ trách hầu hết các công đoạn chuẩn bị, nấu ăn và phục vụ. Mẹ của cô, tăng phạm, hỗ trợ con. Mỗi ngày của họ bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng bằng việc rửa, thái rau và kết thúc vào lúc 20 giờ hoặc là 21 giờ. Phở King Grab chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. Nguyễn đến Mỹ cùng gia đình năm 1994 khi còn là một thiếu niên và không biết gì về tiếng Anh. Trần cũng trải qua những năm đầu đời tại Việt Nam trước khi cùng gia đình định cư ở California. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn làm việc tại một nhà hàng Việt Nam ở thành phố Seattle, nơi cô nhìn và nếm, cũng như là học được cách dùng các gia vị sao cho đúng. Bây giờ tôi áp dụng kinh nghiệm đó vào quán ăn của mình, cô chia sẻ. Một khách hàng chia sẻ là ông tới phở King Rap ăn phở vì hương vị thơm ngon và các nguyên liệu rất là tươi mặc dù ông không phải là người gốc việt khi mới mở việc kinh doanh của phở king rap diễn ra khá là chậm tuy nhiên sau đó tin tức về món phở ngon được các thực khách truyền tay nhau và quán cứ thế ngày càng một đông hơn nguyễn và trần phát hiện ra rằng thời tiết có ảnh hưởng lớn đến lượng khách của họ vào mùa hè thì họ bận rộn nhất trong thời gian bữa trưa và cuối tuần còn vào mùa đông Họ phục vụ không ngơi tay cả ngày vì thời tiết khá lạnh. Quán có 15 bàn phục vụ được 56 thực khách, nhưng có những ngày mọi người phải xếp hàng ngoài cửa vì hết chỗ. Chúng tôi phải luân chuyển khách, Nguyễn kể lại như vậy. Khi lượng khách trở nên quá tài, họ phải thuê thêm Water Castle, một bồi bàn người Philippines, phụ giúp công việc trong quán. Đây là bồi bàn duy nhất trong hai năm qua của phở King Rap. Thời gian quán cũng phục vụ món cua hoàng đế rang Món ăn làm nên một phần cái tên phở King Rap Với bể cua tươi sống đặt ngay trong nhà hàng Tuy nhiên khi con gái của Nguyễn và Trần chào đời Họ trở nên quá bận rộn và tạm thời không còn phục vụ được món này nữa Chiếc nôi của cô con gái 18 tháng tuổi được đặt ở một góc trong quán Để Nguyễn vừa trông con ngủ vừa giám sát nhân viên làm Phở King Crab còn có những món ăn đặc biệt theo mùa. Vào bữa trưa, khách có thể thưởng thức hai món cá rô phi chiên và gà sốt chanh. Các khách hàng của tôi rất thích thú và họ thường xuyên quay lại ăn. Anh Nguyễn cho hay như vậy. Bill Fester, một người làm việc gần khu vực này, cho hay là ông rất hay ghé quán, ít nhất là hai lần một tuần. Khi mới bước vào, ông đã được hỏi là ông vẫn ăn suất như bình, bình thường chứ? thì ông luôn gọi những món quen thuộc đó. Nem cuốn và bún thịt nướng, Fester rất cảm ơn Nguyễn vì đã mang ẩm thực Việt đến khu vực này. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng